hơn, xin lỗi cho ngắn hơn, ít hơn ha. Nó trực tiếp nên nó ít hơn, còn gián tiếp thì nó phải trải qua nhiều giai đoạn hơn. Tuy nhiên con đường liền xương trực tiếp nó lại dài hơn, cái thời gian liền xương của trực tiếp nó lại dài hơn so với cái thời gian liền xương gián tiếp. Thì sự khác biệt cơ bản giữa liền xương trực tiếp và liền xương gián tiếp đó là cái liền xương gián tiếp nó sẽ tạo ra canh xương. Các bạn trên lâm sàng, các bạn đi chấn thương, các bạn hay nghe canh xương, canh xương. Thì canh xương chỉ xuất hiện trong liền xương gián tiếp thôi, còn liền xương trực tiếp sẽ không có canh xương nha các bạn. Các bạn hay bị lầm lẫn là miễn là liền lại thì phải có canh xương, không phải nha. Nếu mình cho xương liền theo con đường trực tiếp thì nó sẽ không có canh xương. Thì đặc điểm của canh xương trên lâm sàng, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một khối gồ lên ngay chỗ ô gãy ha, có một khối gồ lên ngay chỗ ô gãy. Còn nếu mà chụp phim lên trong quá trình liền xương, bạn thấy không có một khối gồ nào, hai cái xương mà nó khe xe sáng nó mất đi, mà xung quanh cái xe sáng đó, xung quanh cái ổ gãy đó nó không có cái khối gồ, không có khối canh xương nào hết, thì đó là con đường liền xương trực tiếp. Và con đường liền xương trực tiếp này liền xương rất là đẹp, thẳng băng luôn, giống như hai cái mặt gãy này nè, nó áp sát lại nhau là nó nối trực tiếp lại với nhau luôn, nên nó thành này luôn, chứ nó không có phải qua quá trình canh xương. Còn liền xương gián tiếp thì phải trải qua giai đoạn canh xương, từ canh xương mềm cho canh xương cứng rồi nó mới thành mô xương. Thì để dễ các bạn dễ hình dung, các bạn cứ tưởng tượng liền xương trực tiếp là mình áp hai mặt gãy lại với nhau và nó dính lại với nhau luôn, hai mặt gãy tự sinh ra tế bào, hai mặt gãy nó tự sinh ra tế bào và nó là mô xương luôn, nó sinh ra tế bào mô xương rồi nó liền lại với nhau luôn. Còn con đường gián tiếp là mình phải có một cái keo để mình dán hai cái mặt gãy lại. Thì cái keo đó chính là canh xương các bạn. Cái keo đó ban đầu nó mềm, nó giống như mình dán sử dụng cái keo thôi, ban đầu cái keo đó nó mềm, sau đó nó khô dần tạo ra canh non, nó còn dẻo dẻo và cuối cùng là nó cứng lại như là một, và nó biệt hóa thành mô xương luôn, nó cứng lại. Thì đó là con đường gián tiếp, các bạn cứ suy nghĩ gì thì nó sẽ dễ nhớ. Thì đặc điểm của cái keo xương này á, cái keo này khi bạn đổ vô cái ổ gãy nha, ví dụ như bạn dán hai gì thì nó sẽ trào ra hai bên mép đúng không nha. Khi mình dán một cái gì bằng keo á, mình thoa vô hai cái mặt để dán, thì khi mình ịn lại với nhau thì nó sẽ trào ra ngoài hai bên. Thì cái xương liền xương cũng gián tiếp cũng vậy nha, nó sẽ có khối canh gồ gồ ra bên ngoài nha, và khối canh cứng, và từ từ cái khối canh gồ lên thì sẽ trải qua quá trình giai đoạn sửa chữa, thì hủy cúc bào sẽ tạo hình lại, cắt bỏ những phần nào nó gồ thì để nè, giai đoạn remodeling nè ha, thì sẽ thành bằng phẳng, thành giống giống như xương bên bình thường. Là đặc điểm của liền xương trực tiếp là lâu hơn nha, lâu hơn so với liền xương gián tiếp. Liền xương gián tiếp sẽ liền nhanh hơn và chắc hơn nha, các bạn nhớ. Cho nên người ta thường sẽ ưu tiên con đường liền xương gián tiếp hơn. Cho nên khi các bạn học về, bạn lên Google, bạn search các quá trình liền xương thì bạn sẽ thấy giai đoạn, từ giai đoạn viêm sẽ trải qua giai đoạn canh non, canh cứng, rồi giai đoạn liền xương sửa chữa gì đó, cho nên nó không có mô tả của quá trình liền xương trực tiếp. Do quá trình này nó liền lâu mà nó lại không có cứng chắc bằng cái liền xương gián tiếp. Đó, có hai con đường. Và đặc trưng và một đặc điểm liên quan khi mà mình kết hợp xương á, thì khi với cái bất động, với cái để làm sao để cho con đường liền xương trực tiếp á, thì bạn biết thì hai cái mặt gãy này nó phải áp sát, nó phải dính chặt với nhau, lúc nào trên hai cái mặt gãy này nó cũng phải có một cái áp lực nha. Bạn nhớ lúc nào trên hai mặt gãy này cũng áp lực. Anh xin lỗi, anh đang điện thoại. Các bạn
Rồi mình tiếp tục nha các bạn. Thì để làm sao mình kết hợp xương cho con đường liền xương trực tiếp, thì khi mà mình muốn cho con đường liền xương trực tiếp á, thì khi mình kết hợp xương thì mình luôn lúc nào cũng phải tạo một cái lực nén ép nha, một cái lực nén ép giữa hai cái này nha, tức là hai mặt gãy nó phải nén thiệt là chặt vô nhau nha, nén thiệt chặt vô thì nó mới dính lại, nó mới liền xương con đường trực tiếp được. Còn nếu mà muốn liền xương gián tiếp thì hai mặt gãy này nó chỉ cần sát nhau thôi chứ không cần nén nha. Cái để hai mặt gãy sát nhau và để hai mặt gãy nén thì nó khác biệt, các bạn phải phân biệt được hai này. Khi nắn chỉnh mình làm cho hai mặt gãy sát với nhau, và muốn nén thì mình ví dụ bạn tạo một cái lực nén thiệt là chặt giữa hai cái mặt gãy thì sẽ cho liền xương trực tiếp. Còn nếu chỉ để sát với nhau thôi thì sẽ cho con đường liền xương kiểu gián tiếp. Nên các bạn lưu ý cái này, thì chút xíu nữa về các phương pháp kết hợp xương sẽ nói rõ hơn. Rồi để ứng dụng cái phương pháp cái sinh lý liền xương giống như nãy nói, thì mình sẽ ứng dụng vào cái phương pháp cố định, phương pháp mà đặt làm sao để cho trực tiếp hoặc làm sao để cho gián tiếp. Bên cạnh đó mình sẽ phân biệt lợi ích và nguy cơ của hai này để mình đưa ra tiên lượng bao lâu thì liền xương, bao lâu thì có thể bệnh nhân chống chân đi lại ví dụ vậy, và ứng dụng vào phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Ví dụ liền xương, nếu mà mình cho bệnh nhân liền xương theo con đường gián tiếp, mình phải cho bệnh nhân phục hồi chức năng tập vận động sớm. Còn nếu liền xương kiểu trực tiếp thì muộn hơn, thì do cái thời gian của hai phương pháp nó khác nhau nha. Thì năm 1958 á, tổ chức AO được thành lập, thì họ đưa ra một bốn nguyên tắc để mà có thể kết hợp xương, để có thể xương có liền tốt được. Thì các bạn có thể, và họ cũng có một trang web, cái trang web này các bạn có thể quét mã QR hoặc là các bạn có thể vô, thì trang web này là tham khảo rất là hiệu quả để các bạn có thể tham khảo. Ví dụ như các bạn bóc một bệnh án thi nha, anh đang ví dụ nếu thi bóc một bệnh án về gãy xương gì đó, thì các bạn lên cái trang web này các bạn đánh giá. Anh xin lỗi, anh có điện thoại nữa. Thì tổ chức AO này đưa ra bốn nguyên tắc, thì bốn nguyên tắc vẫn được áp dụng đến đến ngày nay. Nguyên tắc đầu tiên là phải nắn chỉnh. Thì tất nhiên khi mình muốn kết hợp xương, đầu tiên phải nắn chỉnh cho nó đạt được cái yêu cầu. Thì nắn chỉnh này có thể là nắn chỉnh hoàn hảo, nắn chỉnh mà xương hai cái mặt gãy nó theo giải phẫu luôn, nên gọi là nắn chỉnh hoàn hảo. Hoặc là có thể nắn chỉnh mà không cần hoàn hảo, có thể nó hơi lệch chút xíu, tuy nhiên nó vẫn đảm bảo sau này khi liền xương bệnh nhân vẫn có thể đi lại, vẫn có thể sinh hoạt được nha. Chứ không nhất thiết là mình phải nắn chỉnh y chang giải phẫu, mình cố gắng mình nắn nha, mình gạch da thiệt dài, mình bóc tách hết cái xương nha, mình cầm hai mặt gãy mình nắn cho thiệt đẹp nha. Tuy nhiên nếu mình cố gắng mình nắn, mình lại tổn thương những cơ quan khác, đặc biệt là phần mềm nha, sẽ ảnh hưởng đến máu nuôi, đôi khi nó lại không liền xương
nên cho nên đôi khi trong gãy thân xương á, mình chỉ cần nắn chỉnh sao cho nó sau này vẫn đảm bảo được chức năng cho bệnh nhân thôi. Và sau khi mình nắn chỉnh đạt được yêu cầu thì mình sẽ phải bất động cái ổ nắn chỉnh đó. Thì cái nắn chỉnh này không phải là cái nắn chỉnh này không phải là chỉ nắn chỉnh bằng cách mình gạch da ra mình nắn chỉnh, có thể là trong bó bột chẳng hạn, mình kéo mình nắn cũng là nắn chỉnh. Thì bất động đây thì bó bột cũng là một phương pháp bất động ha, hoặc là mình đặt nè vít, mình đặt đúng nội tủy chẳng hạn nha, không bất động. Thì bất động ổ gãy có hai phương pháp bất động ổ gãy là bất động ổ gãy tuyệt đối và bất động ổ gãy tương đối. Thì tuyệt đối giống như nãy anh nói về cái liền xương trực tiếp á, là mình phải tạo một cái lực nén giữa hai mặt gãy, đó là bất động ổ gãy tuyệt đối nha. Mình đặt hai mặt gãy sát với nhau và mình nén ép hai mặt gãy, nén thiệt chặt vô, nén lại với nhau. Còn bất động tương đối thì mình chỉ cần đặt sát thôi. Sau ví dụ như cái cẳng chân, mình đặt hai mặt gãy sát nhau, khi bệnh nhân chống chân xuống thì nó sẽ nén lại, khi bỏ chân ra thì nó sẽ không có nén lại nha. Chống chân xuống mình ép hai cái mặt gãy lại với nhau thì nó nén lại, khi mình nhấc chân khỏi mặt đất thì hai mặt gãy nó không nén với nhau nữa, thì đó gọi là bất động tương đối. Mình vẫn cho phép hai cái mặt gãy á, nó có một cái ít vi cử động, thì vi cử động chính đây đây chính là lực nén đó các bạn, chứ không phải là mình để hai mặt gãy thiệt xa nhau nha, rồi mình đi lại thì cho nó xoay qua xoay lại, không phải nha. Mình để cho hai mặt gãy nó sát với nhau, bệnh nhân chống chân xuống nén lại, nhấc chân lên nó hết nén, ví dụ vậy. Đó là bất ví dụ về bất động ổ gãy tuyệt đối tương đối, và bất động tuyệt đối sẽ cho con đường liền xương là trực tiếp và bất động tương đối sẽ là gián tiếp. Và bất động này tùy vào ổ gãy chứ không phải lúc nào mình cũng cho bất động ổ gãy tương đối. Ví dụ như bệnh nhân gãy mặt khớp, bệnh nhân gãy ở vùng mặt khớp mà mình cho bất động tương đối đi, thì khi mà can xương nãy nói rồi, bất động tương đối thì can xương nó sẽ phì ra, nó tràn ra hai bên. Mình để vô mặt khớp mà mình cho bệnh nhân cho can xương nó lồi trong khớp thì sao bệnh nhân đi lại được, đúng không? Cho nên ở những vùng khớp, ở vùng đầu xương thì mình bắt buộc phải bất động tuyệt đối nha, cho lành ngay ngắn mặt khớp mà. Mình cho bất động tương đối cái là can xương nó mọc vô trong khớp rồi bệnh nhân sao đi lại, nó dính cái khớp bệnh nhân, nó cọ, nó gây thoái hóa khớp bệnh nhân nha. Cho nên mình phải lưu ý về bất động tuyệt đối hoặc tương đối. Và đại diện cho bất động ổ gãy tuyệt đối đó chính là nẹp vít nha, nẹp vít. Nên bạn thấy chỉ định nẹp vít thường ở vùng đầu xương hơn là thân xương, và tương đối thì sẽ ở thân xương nha, nẹp vít và đinh nội tủy nha. Tuyệt đối là nẹp vít, tương đối là đinh nội tủy, hai đại diện lớn nhất của hai cái trường phái bất động là tuyệt đối và tương đối này ha. Rồi nguyên tắc thứ ba, đây là nguyên tắc cho đến hiện nay AO thay đổi quan điểm, đó là đây là nguyên tắc quan trọng nhất nha. Bạn nắn chỉnh làm gì làm, bạn bất động làm gì làm, nhưng mình phải lúc nào phải tôn trọng phần mềm và mình phải đảm bảo máu nuôi ổ gãy. Mình nắn thiệt đẹp, mình bất động thiệt vững chắc, nhưng mà ổ gãy không có máu nuôi, máu nuôi không tới được thì làm sao xương liền được nha. Cho nên bạn nhớ đây là nguyên tắc quan trọng nhất để có thể đạt được cái mục đích cuối cùng, đó là mục đích phục hồi được cái chức năng nha. Cái mục đích các bạn phải nhớ, mục đích cuối cùng của điều trị gãy xương là làm sao cho bệnh nhân phục hồi được chức năng, chứ không phải làm sao cho lành xương nha. Lành xương chính là một điều kiện cần thôi để đạt được cái mục đích cuối cùng, đó là phục hồi chức năng nha. Xương lành nhưng bệnh nhân không đi lại được, bệnh nhân đâu đi không đi lại được thì cũng như là bệnh nhân bị tàn phế cũng vậy thôi ha. Mình điều trị gãy xương xong xương thì liền, mà bệnh nhân cứng khớp, bệnh nhân đi không được, thoái hóa khớp phải thay khớp gối nữa chẳng hạn, ví dụ vậy, thì nó không có đạt được cái mục đích lành xương. Cho nên nhớ ha, cái sau khi mà đảm bảo hết ba yếu tố này thì mình phải cho bệnh nhân vận động và tập phục hồi chức năng để mình lấy lại cái chức năng cho bệnh nhân. Rồi mình sẽ đến cái phần quan trọng nhất của hôm nay, đó là về các phương pháp điều trị gãy xương. Các bạn nhìn cái sơ đồ này, đây là sơ đồ tóm tắt các phương pháp điều trị gãy xương. À, sau này bất kỳ cái xương cái gãy xương nào mình cũng sẽ đi theo cái sơ đồ này nha. Các bạn chờ anh chút xíu. Các bạn chờ anh chút xíu. Con nghe nó nè. Sao vậy? Anh thấy mở phòng bác sĩ nè. Mang nó phòng bác sĩ nè. Anh đang dạy rồi, anh đang dạy rồi.
Xin lỗi các bạn, anh có số việc. Mình tiếp tục ha. Thì các phương pháp điều trị gãy xương thì đối với bất kỳ gãy xương nào các bạn cũng phải nhớ lại cái kỹ cái sơ đồ này ha. Thì mình đánh giá xem gãy xương này là có thể điều trị bảo tồn thuộc chỉ định bữa gồm hay điều trị phẫu thuật ha. Thì trong điều trị bảo tồn có một vài phương pháp sư giới thiệu sau, còn nếu phẫu thuật thì mình sẽ kết hợp xương hay là mình thay khớp. Khi các bạn thi lên bàn thi hỏi các bạn cũng trả lời ha, có bao nhiêu phương pháp điều trị gãy xương, thì các bạn phải nói là có hai phương pháp là điều trị bảo tồn và điều trị phẫu thuật. Còn hỏi có bao nhiêu phương pháp phẫu thuật để kết hợp để điều trị gãy xương thì bạn phải cũng trả lời hai luôn, đó là kết hợp xương và thay khớp. Và mình đi vào từng cái nha. Rồi đầu tiên là điều trị bảo tồn. Thì bảo tồn có rất là nhiều cái phương pháp điều trị bảo tồn. Ví dụ như bệnh nhân chỉ cần nằm nghỉ ngơi tại giường trong gãy ngành gãy xương chậu chẳng hạn, gãy ngành ngành trên xương mu hoặc là ngành dưới xương mu gãy u ngồi, thì đôi khi bệnh nhân chỉ cần nằm yên trên giường ha, nằm yên trên giường mà không cần một phương pháp bất động gì khác ha, chờ đợi khoảng 2-3 tuần thì xương sẽ liền, thì bệnh nhân có thể đi lại nhẹ nhàng được. Và nếu mà nặng hơn chút xíu, ví dụ như nứt xương hay là gãy không hoàn toàn chẳng hạn, thì mình có thể cho bệnh nhân mang nẹp vải ha, nẹp vải ha, nẹp cắn cả bằng tay, nẹp nẹp áo đề xô chẳng hạn. Áo đề xô thì sẽ áp dụng trong các trường hợp là gãy xương vùng vai nha, gãy xương vùng vai và thường là gãy cổ xương bả vai nha, hoặc là trong chật khớp vai chẳng hạn, mình sẽ mang áo đồi xô nha. Rồi nẹp nẹp vải ở chân chẳng hạn ha, có rất là nhiều loại nẹp vải hiện nay. Rồi nặng hơn xíu nha, sẽ là sử dụng nẹp gỗ. Và các bạn lưu ý nẹp gỗ không phải là phương pháp điều trị, không phải là phương pháp mà điều trị lâu dài, nó chỉ là phương pháp cố định tạm thời xương gãy để mình có thể chuyển sang một phương pháp điều trị khác. Tại vì nẹp gỗ để lâu không được, nó rất là cứng và rất là bất tiện cho bệnh nhân ha. Nó cứng lắm mà nhìn nó không có phù hợp với cái giải phẫu của xương của chi của bệnh nhân ha, cho nên mình không có bất động bằng nẹp gỗ lâu dài, mình chỉ bất động trong trường hợp mình sơ cứu cấp cứu ha, bất động tạm thời trước khi mình chuyển một phương pháp khác. Và thông thường sau khi nẹp gỗ thì khi đến bệnh viện thì bệnh nhân sẽ chuyển sang nẹp bột. Nẹp bột là nẹp bột các bạn hiện nay là định hướng chuyên khoa I6 rồi. Anh cũng nhắc lưu ý các bạn một vấn đề là bạn phải phân biệt được nẹp bột và bó bột. Bạn làm sao bạn đứng, bạn mới vừa bước vô cửa cửa phòng bệnh, bạn nhìn bệnh nhân là bạn biết bệnh nhân này đang bó bột hay là nẹp bột, phải phân biệt ra cái này. Nẹp bột là chỉ có phân nửa chu vi của chi thôi, là đặt một cái miếng máng bột ha, ở mặt một mặt nào đó của chi ha, có thể là mặt trước hoặc là mặt sau ha, thông thường là mặt sau ha, là chỉ có phân nửa thôi chứ không có hết chu vi. Và các bạn lưu ý một đặc điểm để các bạn phân biệt dễ dàng nhất giữa nẹp bột và bó bột, đó là cái băng thun. Bó bột sẽ không bao giờ xài băng thun các bạn nha, chỉ có nẹp bột mới xài băng thun thôi. Bó bột người ta quấn hết bột quanh chu vi rồi, cho nên không, người ta đâu có quấn băng thun xung quanh cái bột làm gì nha, chỉ có nẹp bột thì bệnh nhân mới xài băng thun thôi. Cho nên khi đến mà bệnh phòng các bạn thấy bệnh nhân đang đặt một cái gì đang quấn băng thun kín mít chân thì coi chừng đó là nẹp bột chứ không phải là bó bột nha. Các bạn ghi trong bệnh án bệnh nhân đang bó bột là thấy đi rồi đó nha. Bệnh nhân bạn vô bạn khám mà thấy bệnh nhân quấn băng thun mình ghi bó bột là chắc chắn là sai, không có bó bột nào mình xài băng thun chứ, chỉ có nẹp bột thôi nha. Đó, và nẹp bột nó tốt hơn nẹp gỗ một điểm nha, đó là nó có thể ôm theo cái giải phẫu của chi, nó làm cho bệnh nhân thoải mái hơn nha và dễ dàng tháo ra cũng như gắn lại cho bệnh. Bó bột nè, bạn thấy bó bột đâu có, người ta có quấn băng thun ở ngoài cái bộ đó các bạn nha. Và đây được xem là phương pháp điều trị đại diện cho điều trị bảo tồn. Khi nhắc đến điều trị bảo tồn thì thường mình sẽ nghĩ đến bó bột nha, đây là đại diện lớn nhất của bó bột nha. Bó bột thì anh cũng giới thiệu bạn sơ sơ về cái điều trị bó bột xíu, cái cách phương pháp để bạn bó bột, các bạn coi cái video clip nha. Đây là một số dụng cụ bó bột các bạn thấy nha. Thì trên thị trường sẽ có hai loại bột, đó là bột bột thạch cao. Đây các bạn thấy bột thạch cao là cái bột mà nó trắng trắng mà nó có vụn vụn nó hơi dơ á. Còn có một loại bột thứ hai là bột thủy tinh, thì cái bột thủy tinh nó sạch hơn rất là nhiều
bột thủy tinh nó sạch hơn rất là nhiều so với cái bột này. Tuy nhiên hai chỉ định nó lại khác nhau bạn. Bột thạch cao nó sẽ có độ dạng nở, khi mình bó xong nó có thể độ dạng nở. Ví dụ như bệnh nhân đang trong quá trình mới gãy xương xong, mình bó bột thạch cao thì khi bệnh nhân cái chi bệnh nhân sưng lên thì nó sẽ giãn nở theo cái độ sưng đó. Hoặc là khi mình bó lúc bệnh nhân sưng nề thì nó có thể khi mà nó hết sưng nề xẹp xuống thì cái bột này sẽ co giãn theo cái chi bệnh nhân. Tuy nhiên nếu trong giai đoạn đó mình bó bột thủy tinh, tức là bột bột thủy tinh hay gọi là bột nhẹ, thì mình bó nó không sẽ không có độ đàn hồi, cho nên dễ bị chèn ép, cũng như là khi mà phần mềm hết sưng nề dễ bị lỏng bột. Cho nên đối với những trường hợp cấp cứu hoặc là những trường hợp mà mình tiên lượng nó sẽ sưng nề hoặc là trong giai đoạn sưng nề thì mình chỉ nên bó bột thạch cao thôi, không nên bó bột thủy tinh nha. Tuy nhiên ưu điểm của bột thủy tinh là nó rất là nhẹ, nó sạch sẽ, nó không có dơ nha, nên sẽ được sử dụng nhiều trong trường hợp mà khi phần mềm bệnh nhân đã ổn định thì mình sẽ sử dụng bột thủy tinh. Thì đầu tiên thì để bó bột, đầu tiên mình phải mang một cái lớp vớ, đây là bó bột thủy tinh nha, cho nên nếu còn ở bó bột thạch cao thì mình không có mang cái vớ này, mình sẽ cho bệnh nhân quấn một lớp gòn luôn, và gòn này là gòn chống thấm nha các bạn, gòn chống thấm tức là nó không có thấm nước nha. Mình sẽ quấn một lớp gòn nha, sau khi mình bít hết lớp gòn thì mình sẽ quấn cái lớp bột bên ngoài. Và các bạn nhớ là thường không là chỉ quấn này, ta sẽ còn có những tấm tăng cường để tránh những trường hợp mà gãy bột ở vùng khớp, nên ta sẽ đặt một cái tấm dài dọc theo chi đây, cái tấm bột đây giống như làm cái nẹp bột vậy các bạn, đặt cái tấm bột dọc theo chiều chi, có thể đặt mặt nào cũng được nha, để tăng cường thêm cho cái bột này, tại vì mình quấn này nó xong không vững cho nên mình phải làm thêm cái bột gọi là bột tăng cường nha, dọc theo chi đó, rồi xong mình mới quấn thêm một lớp nữa đó. Và các bạn nhớ ở chi dưới thường là trung tính là gối sẽ gấp từ 10 đến 20 độ nhé các bạn, chứ không phải là gối lúc nào nó cũng thẳng duỗi thẳng băng, bệnh nhân rất là mỏi nha. Và tất nhiên trước khi bó bột mình phải nắn chỉnh nha, bạn nhớ là cái nguyên tắc điều trị gãy xương nắn chỉnh rồi xong mới bất động, thì bó bột cũng có bất động, cho nên trước khi mà bó bột mình phải nắn chỉnh cái xương ok trước rồi mình mới uống bột nha, mình uống rất là nhiều lớp. Đây là giai đoạn tạo hình nắn chỉnh ở trên, ví dụ gãy xương sẽ trên trên xương này có những cái điểm để mình gọi là mình để cố định cái bột, ví dụ như hai bên lồi cầu mình sẽ bóp nhẹ vô hai bên mặt bột ha, để nó giữ cái bột ha, hai bánh chè mình sẽ bóp cái bánh chè để cho đừng có, thì gọi là giai đoạn cố định bột. Rồi trong trường hợp mà mình tiên lượng cái chi nó sưng này nhiều, mình có thể gạch dập bột ha, mình sử dụng cái máy gạch dập bột. Các bạn thấy là cái cưa bột á, thì trước khi mà mình cưa cái bột cho bệnh nhân, có thể tháo bột hoặc là mình gạch dọc bột á, thì mình phải cho bệnh nhân an tâm bằng cách là mình lấy cưa này mình đặt lên cái tay của mình, tại cưa này nó chỉ ta thiết kế nha, người ta thiết kế nó chỉ cắt được cái cứng thôi, những cái gì cứng mới cắt được, còn phần mềm sẽ không có tổn thương phần mềm nha các bạn thấy nha. Cho nên để bệnh nhân an tâm thì mình phải để cái cưa này lên trên bàn tay của mình trước, cho nói bệnh nhân là cái cưa này nó không cắt được phần mềm, nó chỉ cắt được cái những gì cứng thôi nha. Các bạn đi bột các bạn sẽ thấy những cái cưa này ha, và trước khi lúc nào mà trước khi cắt bột thì bác sĩ người bó bột á, họ cũng phải để cái cưa này lên tay của mình, để của bản thân chứ á, để chấn an bệnh nhân là cưa này nó không cắt phần mềm thôi, bệnh nhân sẽ giật ha, bệnh nhân thấy đưa cưa vô bệnh nhân sợ ha, tâm lý của bệnh nhân nha, cho nên bạn nhớ cưa này chỉ cắt được phần phần cứng thôi, không cắt được phần mềm. Rồi. À, một phương pháp điều trị bảo tồn nữa là phương pháp kéo liên tục. Thì phương pháp kéo liên tục này nha, chỉ được sử dụng lâu dài ở trẻ em thôi nha, điều trị gãy xương ở trẻ em thì mới áp dụng phương pháp kéo liên tục, còn ở người lớn vẫn có kéo liên tục nhưng mà chủ yếu là để bất động tạm thời
kéo giãn cơ tạm thời cho bệnh nhân trước khi mà mình mổ thôi. Ví dụ bệnh nhân gãy xương đùi, các bạn thấy cái khối của xương đùi rất là cơ nó rất là bự nha, nó sẽ chồng ngắn rất là nhiều, mà mình để khoảng 2-3 ngày là cơ nó co rút lại. Khi mà mình lên mình phẫu thuật mình kéo nắng rất là khó khăn nha, rất là khó khăn. Cho nên trong trường hợp đó thì mình phải kéo liên tục để cơ giãn ra, tới ngày mình mổ thì sẽ nắng chỉnh dễ dàng hơn, tránh cơ nó co rút. Đó là cái ý nghĩa của kéo liên tục ở người lớn. Còn ở trẻ em thì là điều trị gãy xương luôn nha, để lâu dài nha, cho đến khi liền xương luôn này, ha. À, trẻ em thì được chứ người lớn mà nằm kiểu này rất là khó khăn ha, cho nên thường không áp dụng đối với người lớn nữa, áp dụng trẻ em thôi. À, xin lỗi. Rồi mình đi tới tới về cái các phương pháp phẫu thuật kết hợp xương. Thì trong phẫu thuật kết hợp xương sẽ có 3 phương pháp, đó là cố định ngoài, 3 phương pháp đại diện nha. Ngoài ra còn một số phương pháp khác nữa, nhưng mà đây là 3 phương pháp chính. Đó là cố định ngoài, đinh nội tủy và nẹp vít. Thì anh sẽ đi từ từ, đi từ từng cái phương pháp. Đầu tiên là cố định ngoài. Thì cố định ngoài thì chủ yếu là trẻ bất động, xương gãy trong các trường hợp tổn thương phần mềm. Các bạn hay bị nhầm lẫn cái vấn đề này, đó là gãy hở thì sẽ phải cố định ngoài là sai. Nha, nó không đúng trong tất cả trường hợp. Cố định ngoài không, cố định ngoài đa số là sử dụng trong trường hợp gãy hở để bất động xương gãy, đợi điều trị phần mềm ổn định thì mình sẽ kết hợp xương bên trong. Đó là cái mục đích chính của bên ngoài. Tuy nhiên còn một số chỉ định khác, ví dụ như bệnh nhân có tổn thương những cái vùng không có gãy xương nha, bệnh nhân không gãy xương, nhưng ví dụ như bệnh nhân bị đứt động mạch khoeo, khâu nối lại động mạch khoeo, thì các bạn biết khi khâu nối cái động mạch thì nguyên tắc là phải không được cái căng cái chỗ mà khâu cái hai cái đầu mạch máu đó, nó không phải không quá căng nha, tại vì nó căng quá nó sẽ đứt chỉ nha, nó sẽ đứt chỉ hoặc là nó hở ra nha, cho nên khi mà khâu mạch máu không phải để cho mạch máu nó trùng. À, bạn biết cái gối ha, cái gối mà bệnh đứt mạch khoeo là cái gối hơi phải hơi gấp lại, thì trong trường hợp này mình không có đặt nẹp bột được nha, không có đặt nẹp bột được, tại nẹp bột hoặc là bó bột thì chắc chắn không được, bó bột thì sao chăm sóc vết thương nha, còn phải đặt nẹp bột, mà đặt nẹp bột thì nó không có vững. Cho nên những trường hợp này không có gãy xương nhưng bác sĩ vẫn đặt khung cố định ngoài là để điều trị phần mềm chứ không phải là điều trị gãy xương, đâu gãy xương đâu ha, để cố định cái khớp đó lại. À, một số trường hợp khác, ví dụ trường hợp này không phải trường hợp này, ví dụ trường hợp cũng ghép da giống gì mà ghép da ở vùng khớp, ghép da vùng khớp này mà ghép da này thì nguyên tắc là phải để cho cái khớp này nó bất động một chỗ, bệnh nhân cứ nhúc nhích là cái da này sẽ bong lên, nó không dính xuống nha, cho nên ở ngay vùng khớp này mình phải đặt cái khung cố định ngoài để mình giữ cho cái vùng ghép da này, tới khi nó lên liền liền cái da này dính xuống thì mình mới tháo khung cố định ngoài ra nha, cho nên không phải lúc nào mình cũng đặt cố định ngoài trong gãy xương nha. Có một số chỉ định khác, ví dụ như hai trường hợp anh vừa nói, và cái mục đích của khung cố định ngoài này là để bất động xương gãy trong trường hợp tổn thương phần mềm, để mình để chăm sóc phần mềm. Ví dụ bạn thấy trường hợp vết thương rất là lớn này nha, ở đây có gãy xương ngay chính giữa này, nếu mình không có đặt khung cố định ngoài này mà mình đặt cái nẹp bột chẳng hạn ha, thì cái bột nó sẽ chùm lên vết thương, mỗi lần mình thay băng phải gỡ cái nẹp bột ra, mà khi mình gỡ cái nẹp bột ra thì xương nó sẽ gãy, nó sẽ nhúc nhích, bệnh nhân sẽ rất là đau. Và thứ hai, nếu mà cái phần mềm này nó không ổn, cái xương gãy nó không ổn định thì nó làm cho phần mềm này nó tình trạng viêm nó cứ diễn ra hoài, nó không có liền, cái phần mềm nó không có ổn định được nên nó càng ngày sưng nề và dễ dàng nhiễm trùng. Nên khung cố định ngoài này mục đích chủ yếu là mình là chăm sóc vết thương phần mềm, chứ không phải mục đích chính là mình để bất động xương gãy đâu nha, để chăm sóc cái phần mềm này dễ dàng, bệnh nhân không đau và phần mềm nó liền nhanh. Và tới khi phần mềm liền mình sẽ tháo khung cố định ngoài ra, mình thay bằng cái phương pháp kết hợp xương bên trong. À, các bạn thấy là khung cố định ngoài mà ví dụ như bệnh nhân này mình để cái liền xương, thì trong quá trình liền xương thứ nhất là gãy hở, ví dụ trường hợp này gãy hở thì cái xương gãy sẽ rất là lâu lành, có khi 4 5 tháng nó mới lành nha, bệnh nhân mang cái khung này 4 5 tháng bạn thấy rất là bất tiện nha, mặc chắc chắn là mặc quần không được nha, mặc quần sao được, bệnh nhân phải mặc váy đúng không, trường hợp này sao mặc quần, sao bạn xỏ quần vô trong mấy thanh này được, bệnh nhân phải mặc váy nha, bệnh nhân không thể đi lại đi đâu được, bệnh nhân mang cái nẹp này đi đi ra đường đâu được,
ha, nó dễ dàng nhiễm trùng ha. Cho nên rồi thứ hai nữa, nó dễ nhiễm trùng thêm chân đinh nữa, rất là bất tiện cho cuộc sống bệnh nhân. Cho nên cứ ở ngoài hầu như hiện nay trên thế giới là họ không để đến liền xương, mà chỉ là phương pháp bất động tạm thời, cho đến khi phần mềm ổn định thì sẽ chuyển sang kết hợp xương bên trong. Ha, các bạn nhớ ha, khi mà phần mềm ổn định sẽ chuyển sang kết hợp xương bên trong, chứ không có giữ khung có ngoài luôn đến khi là liền xương nha các bạn nhớ. Rồi một cái phương pháp tiếp theo là phương pháp đinh nội tủy, thì đây được xem là phương pháp sinh lý nhất trong các phương tiện kết hợp xương, áp dụng trong gãy thân xương là chủ yếu. Ngoài ra đặc biệt đinh nội tủy còn ở đầu xương thì chỉ áp dụng cho vùng vùng gãy, vùng liên máu chuyển hoặc gãy cổ xương đùi thì có thể đóng đinh được và ưu tiên sau hơn với nẹt nhiều ha. Trong trường hợp ví dụ bạn trong trường hợp giữa bệnh nhân này có thể đóng đóng đinh nội tủy hoặc bệnh nhân có thể xài nẹp ha, thì mình phải ưu tiên chọn đinh nội tủy nha, tại đinh nội tủy nó sinh lý hơn nha, nó vững chắc hơn so với cái nẹp. Và tất nhiên nếu mà bệnh nhân không có chỉ định đặt đóng đinh thì mình chắc bắt buộc bắt nẹp rồi nha. Còn nếu mà phân dân bệnh nhân vừa có chỉ đóng đinh vừa trên bắt nẹp thì mình phải chọn đinh. Và đây là đại diện cho bất động vững chắc tương đối cho con đường liền xương gián tiếp, cho nên bệnh nhân có thể đi sớm và phải đi sớm. Nha, phải đi sớm thì cái ổ gãy nó mới có sự di động ở ở vi những cái vi cử động ở ổ gãy thì nó mới liền xương theo con đường gián tiếp nhanh được. Rồi, em sẽ mô tả cái clip mô tả đóng đinh nội tủy của xương chày các bạn xem nha. Thì đầu tiên ta sẽ gạch một cái da ở ngay cái đường vô ha, một cái đầu của xương ha. Đó, ta tạo một cái đường hầm bằng cách là khoan ha, ta đút cái gai quai vô cái được cây dẫn và ta khoan lồng tủy cho nó rộng ra ha, khoan lồng tủy rộng ra bằng cái khoan đây ha, vừa với cái đường kính của cái đinh sau khi mình đo ha. Giờ mình sẽ đóng cái đinh từ một đầu xương vô, và tất nhiên trước khi mình làm thao tác mình phải nắn chỉnh ha thì mình mới cố định được. À, bạn nhớ nguyên tắc nắn chỉnh xong mới bất động. Đó, ta đóng cái đinh vô nha, ví dụ gãy đây mình nắn chỉnh xong mình khóa lại nha, khóa lại nha, và cái này cho bất động ổ gãy tương đối ha. Mình đóng cái đinh này thì xương gãy bệnh nhân khi bước xuống chống chân thì nó sẽ nén lên, bỏ ra nó sẽ không nén nữa nha, bất động vững chắc tương đối. Rồi mình qua loại kết hợp xương thứ hai đó là thứ ba đó là cuối cùng đó là kết hợp xương bằng nẹp vít. Thì ở đây có một cái link, các bạn hãy quét QR link của AO hướng dẫn về một số cái nguyên tắc, hoặc xíu các bạn coi xem màn hình ảnh cũng được. Thì thường là giống như nãy nói, áp dụng trường hợp gãy đầu xương hoặc là gãy gần khớp, gãy phức tạp hay gãy các xương bản rộng ha. Ví dụ các bạn nhớ nãy là cái đinh nội tủy, cái đinh nội tủy này nếu mà gãy quá phức tạp, gãy nát, gãy rụng lên, bệnh nhân chống chân xuống cái là nó không có vững, hai mặt gãy nó không có nén lại được nhau mà nó nát dụng ra thì làm sao mình thấm đinh nội tủy được. Những trường hợp đó dù gãy thân xương nhưng mà gãy rất là phức tạp thì mình vẫn phải bắt nẹp vít ha. Bạn cứ tưởng tượng ví dụ gãy ngay đây ngang đây, gãy ngang anh không nói gì ha, bệnh nhân chống xuống hay mà gãy nén lại được ha. Ví dụ như gãy nát hết, gãy nhiều mảnh nhỏ, bệnh nhân chống xuống cái tại sao mấy mảnh này nó chịu đựng được ha. Nó không thể, hai mặt gãy nó không hỗ trợ cho nên cái đinh nó sẽ chịu lực chính và dễ dẫn đến gãy cái đinh này. Khi đó thì mình phải xài nẹp vít thôi, bắt buộc rồi. Sẽ cho bạn coi một số nguyên tắc khi mình sử dụng nẹp vít. À, thế cho bạn một số nguyên tắc khi mình sử dụng nẹp vít. Đây, nguyên tắc đầu tiên là nén ép nha. Thì mình sẽ nếu mà đối với gãy mà gãy gãy chéo thì mình
không tới tất cả gãy thì mình muốn nén hai gãy mình phải xài một con vít gọi là vít lắc ru, lắc ru. Thì vít lắc ru này thì mình sẽ bắt sắp vuông góc với cái mặt gãy ha, để mình nén cái mặt gãy với nhau ha. Con vít này có thể trong nẹp hoặc ngoài nẹp ha. Mình nén hai mặt gãy xong mình bắt con vít cũng được ha. Còn một cái nguyên tắc thứ hai là khi mà gãy xương thân xương á ha, mà mình để cái nẹp thẳng á, khi mình bắt vít vô á, thì nó sẽ hở, nó sẽ hở cái mặt gãy đối diện với cái nẹp ha. Và để khắc phục tình trạng này mình phải hơi uốn cong nhẹ cái nẹp lên, mình bắt xuống ha, thì nó sẽ nén lại tốt hơn đó ha, nó sẽ nén lại tốt hơn. Rồi đối với gãy chéo xoắn, khi mình đặt nẹp mà mình có thể bắt lắc ru mà trên nẹp được á, thì mình sẽ bắt một con vít để cố định cái nẹp vô xương ở một đầu trước ha, rồi sau đó mình sẽ bắt một con vít ở ngay cái lỗ trượt của cái nẹp. Thì các bạn thấy thì khi dặn có gì không? Được ngọt được cái anh Tú. Ở đó không nhận đâu. Được. Nha, thì để mình nén được cái mặt này á thì mình phải bắt một con cố định cái nẹp với cái xương trước, sau đó mình phải xiết một con ốc ha, mình xiết một con ốc. Thì con ốc này, cái lỗ này sẽ là một cái lỗ bầu dục ha, cái lỗ này bỏ bầu dục, các bạn sẽ thấy, anh sẽ cho các bạn coi. Ha, cái lỗ nó là lỗ bầu dục thì đây cái hình dáng của cái lỗ nó anh đang nhìn mặt thẳng ngang ha. Ha. Cái này là cái nẹp, cái bản nẹp, cái lỗ đó, lỗ cái lỗ này nó sẽ không phải là nó sâu, đang mình đang nhìn hướng ngang nha, còn hình nhìn hướng nhìn thẳng với cái lỗ đó, nó sẽ hình này nha, nó sẽ hình gì nha. Còn mình nhìn ngang qua thì nó sẽ cái này nó sẽ nông nha, cái đầu này sẽ nông còn cái này sẽ sâu nha. Khi mình bắt con vít ở đây, bắt con vít ngay đây nha, bắt con vít xuống đây nha. Xin lỗi, trẻ gì mới đúng. À, khi mình bắt con vít ngay đây ha, khi mình bắt con vít đây ngay 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 cái mình đặt con vít vô ngay lỗ này, khi mình càng siết thì nó sẽ càng trượt xuống ha, và tới đây nó sẽ trượt đây. Ha, nó sẽ trượt xuống, nó lại là lại xuống gì nè, chứ không phải là nó thông gì ha, nó lại xuống. Khi mình bắt nó trượt trên, nó sẽ nén cái mặt gãy ha, nó trượt nó sẽ đẩy 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 cái nẹp về hướng này đúng không, nó sẽ đẩy cái nẹp về hướng này. Thì do đó cái đó mình sẽ bắt sát cái này ha. Đó, mình bắt mình dặn ở đây, mình dặn nè, bạn thấy ha, con vít nè, cái đầu này nó sẽ lại xuống nè, chứ nó không có, chứ nó không có là lũng, nó không có bằng phẳng. Ha, cái đầu này nó sẽ lại xuống đây, mình bắt con vít ở đây, khi mình càng siết thì nó sẽ trượt 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 từ từ xuống đây, rồi nó vô cái lỗ này ha. Thì khi mà mình nó trượt, trong quá trình trượt á, nó sẽ đẩy cái nẹp, nó sẽ đẩy cái nẹp, nó sẽ nén nén lại với nhau ha. Bạn thấy ha, khi mình con vít mình để ngay đây ha, để ngay sát cái mép này, nhưng khi mình siết xuống tới đây thì nó sẽ lọt vô trong cái lỗ bên đây ha, nó sẽ trượt vô cái lỗ bên đây, nó lại xuống, nó trượt vô lỗ bên đây, nó sẽ nén mặt gãy ha. Cho nên nguyên tắc là mình sẽ cố định đầu mình nén, và các bạn phải lưu ý trong trường hợp giống gì ha, khi mình nén lại mình phải cố định cái bên gãy, cái đầu gãy mà cái nẹp này nè, sao cho cái khi mà nó trượt cái này á thì cái đầu này nó không không có trượt ra khỏi được, cái nẹp sẽ chặn cái đầu lại ha. Ví dụ mình khóa bên đây trước ha, ví dụ con vít này, con vít mà cố định cái nẹp với cái xương đầu tiên á, mình làm bên đây và mình trượt hướng ngược lại, thì khi trượt thì cái đầu này sẽ chạy xuống, nó sẽ không có nén được nha. Còn nếu mà trong trường hợp này mình nén thì nó sẽ trượt tới đây, nó mắc cái nẹp và nó không trượt lên được nữa, cho nên nó sẽ nén theo chiều ngang nha. Còn nếu mình cố định bên đây và mình nén từ phía này qua thì cái mặt gãy này nó sẽ trượt xuống, ở đây không có gì chặn lại cái này hết, cho nên nó bị trượt. Đó là nguyên tắc tiếp theo. Rồi nguyên tắc nữa là khi bệnh nhân, khi mà gãy xương bị chồng ngắn, mình phải kéo kéo cái mặt gãy này ra xa, xong mình mới nén lại.
ha, chứ không nó mình nén lại nó bị nó không có ngay ngay cái này, nên mình kéo về hướng này, nên mình kéo cái xương cho nó di lệch ra xa, sau đó mình đưa lên đây thì nó mới nén lại được ha. Rồi về gãy xương vùng khớp thì mình sử dụng một cái gọi là nẹp nâng đỡ ha, bạn thấy ví dụ đây là mâm chày ha, lực từ trên lò cầu nén xuống ha, cho nên phải có cái nẹp nó đỡ, nâng nó đỡ cái này, khi mà lực nén xuống nó không bị trượt xuống ha, gọi là nẹp nâng đỡ này vùng khớp ha. Thì đó là một số nguyên tắc về kết hợp xương nẹp vít, và đại diện ở cái nẹp vít này sẽ cho bức vững chắc tuyệt đối, tức là có lực nén ép ha, có lực nén ép. Và mình tới loại phương pháp điều trị gãy xương cuối cùng hôm nay trong bài này, đó là phương pháp phẫu thuật thay khớp. Bạn nhớ thay khớp cũng là một trong những phương pháp điều trị gãy xương, đặc biệt là gãy gãy cổ xương đùi ha, gãy những vùng đầu xương mình mới thay khớp được, chứ gãy thân xương mắc gì mình phải thay khớp nha. Cho nên áp dụng trường hợp gãy xương vùng khớp nha, làm mất chức năng nha, mình sẽ thay khớp cho mình, hoặc gãy quá phức tạp mình tiên lượng rồi, cái ổ gãy này không liền xương được, ví dụ gãy cổ xương đùi mình tiên lượng không thể lành xương được ha, mình kết hợp xương chắc chắn nó không lành được, tỷ lệ không lành nó rất là cao, cho nên mình sẽ thay khớp luôn. Và các bạn lưu ý nó phải là lựa chọn cuối cùng, khi mình tiên lượng là kết hợp xương không đạt thì mình mới thay khớp, chứ không phải nhảy vô mình thay khớp liền. Tại sao? Tại vì cái gì tự nhiên nó sẽ tốt hơn là so với nhân tạo các bạn. Hay một cái khớp háng nhân tạo tạo rất là, nếu mà mình thay mà gọi là thay mà tốt á thì không có gì, nhưng mà nếu mà mình thay mà nó có biến chứng cái là bệnh nhân sẽ tàn phế luôn nha. Cho nên thay khớp mình kỹ thuật rất là khó và rất là đòi hỏi kỹ thuật rất là cao, cho nên nói phải là lựa chọn cuối cùng nha, lỡ có biến chứng cái là bệnh nhân bị tàn phế suốt đời nha. Thì hiện nay các bạn thấy là khớp hiện đại rồi, cho nên hầu như tất cả khớp, cái vùng khớp trên cơ thể mình á thì đều có thể thay thế được nha. Anh đang nói ở tay chân thôi nha nha, ví dụ khớp bàn ngón tay, khớp quay trụ, khớp vai, ngay cả khớp khuỷu cũng thay được nha. Khớp háng thì khỏi nói, khớp háng, khớp gối thì các bạn đi lâm sàng bạn thấy rất là nhiều, và khớp cổ chân cũng thay được ha. Thì sẽ có một cái clip để giới thiệu sơ lược về cái kỹ thuật thay khớp các bạn. Nha. Thì thay khớp này, cái clip này là thay khớp bán phần. Thay khớp bán phần. Ở toàn phần, xin lỗi, là thay luôn cả ổ gối nha. Thì đầu tiên mình phải gioa hết, mình phải gọi là gioa ha, mình lấy hết cái phần sụn ở ổ gối đi, sau đó mình sẽ đặt vào một cái chõm nhân tạo bằng inox. Thì trên cái chõm nhân tạo này, cái nhân tạo này, cái chõm tạo này sẽ có những cái lỗ để mình bắt vít, mình cố định vô đây nha. Và cái bề mặt của cái chõm nhân tạo này nó rất là nhám nha các bạn, nó rất là nhám, thì chính cái nhám này sẽ kích thích xương nó bám vào cái bề mặt của cái chõm này, nó sẽ cứng. Nè đây, các bạn thấy cái bề mặt này rất là nhám đó, và có những cái lỗ này mình bắt vít cố định thêm ha, nếu mình cảm thấy nó không vững ha, nó sẽ kích thích là xương nó bám vào cái bề mặt này nó sẽ vững. Và phần chõm mình sẽ cắt ha, mình sẽ cắt cái bỏ cái chõm và mình sẽ đóng vô cái stem gọi là cái chui á, thì trên cái chui này nó cũng nhám giống như cái chõm vậy á, cái ổ cối hồi nãy vậy á, nó nhám để kích thích xương nó dính vô ha. À, mình khớp lại với nhau thôi. À, đó là giới thiệu sơ lược về cái kỹ thuật thay khớp háng. Rồi thì bài hôm nay thì tới đây cũng hết ha. Thì anh muốn nhắc lại các bạn một cái biểu đồ, cái sơ đồ này để các bạn nhớ nha. Sau này khi các bạn thi thì hỏi có bao nhiêu phương pháp điều trị gãy xương, thì các bạn phải biết là có điều trị bảo tồn và điều trị phẫu thuật ha. Và trong điều trị phẫu thuật mới chia làm phẫu kết hợp xương hay là